Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Bảo Ngọc và Minh Vũ Tech Review. Anh em thân mến, các tổ hợp phím tắt máy tính giúp người dùng sử dụng máy tính hiệu quả hơn thông qua việc kết hợp các phím với nhau để gọi một tính năng nào đó thay vì phải tìm chọn thủ công. Và các tổ hợp phím tắt Windows tỏ ra cực kỳ hữu dụng trong những ứng dụng có quá nhiều tính năng như là Microsoft Office, Word hay là Excel, PowerPoint, vân vân và mây mây. Các tổ phím tắt trên Windows có rất nhiều và các bạn khó lòng có thể ghi nhớ lại được tổ hợp đó. Hôm nay mình sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn các tổ phím tắt thông dụng nhất trên Windows thôi. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên là những tổ hợp phím tắt cơ bản. Đầu tiên là Ctrl cộng A, chọn tất cả. Lệnh này cho phép bạn bôi đen toàn bộ văn bản hay chọn tất cả tệp tin trong một folder. Sử dụng tổ phím này giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian thay vì dùng cách kéo thả chuột truyền thống. Tiếp theo là Ctrl cộng C, copy thư mục, file hoặc văn bản. Lệnh này giúp các bạn có thể sao chép các tập tin, các đoạn văn bản hoặc thậm chí cả các thư mục thành các bản sao dùng để lưu trữ hoặc chia sẻ cho người dùng khác mà không muốn sử dụng bản gốc. Ctrl cộng X, cắt thư mục, file hoặc văn bản. Đây là lệnh dùng trong việc di chuyển các file, thư mục hoặc là các đoạn văn bản đến vị trí mới đã được chỉ định. Và khác với lệnh copy, nó sẽ di chuyển luôn cả các file, thư mục gốc sang vị trí mới và làm chống vị trí cũ. Ctrl cộng V, dán thư mục file hoặc văn bản vào vị trí mới. Ctrl cộng Z, hoàn tác. Với phím tắt này, bạn có thể hoàn tác lại một hành động trước đó, cho dù đang sử dụng bất kỳ phần mềm nào đi nữa. Và từ việc bạn vô tình ghi đè toàn bộ một đoạn trong Word hay là lỡ xóa một tệp tin quan trọng, tất cả những gì bạn cần phải làm là Ctrl cộng Z. Đây thực sự là một tổ phím cứu cánh mà bạn không thể không biết đấy. Ctrl cộng W, đóng cửa sổ hay tác vụ hiện hành. Ctrl cộng W giúp đóng bất kỳ một cửa sổ hay tác vụ nào mà bạn muốn, tệp tin Explorer, trang tìm kiếm hay một tập tin hình ảnh mà không cần bận tâm đến nút Close. Đó, như vậy thì mình nghĩ rằng là các bạn nên có một cuốn sổ tay và ghi chép lại tất cả những tổ phím tắt cơ bản đấy nhé. Tiếp theo đó chính là Alt cộng Tab, chuyển đổi cửa sổ tác vụ. Đây là một trong những tổ phím cơ bản nhất trên Windows. Nó cực kỳ tiện lợi khi bạn đang phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau. Chuyển đổi qua lại tất cả các cửa sổ một cách nhanh chóng với Alt cộng Tab nhé. Tiếp theo là Alt cộng F4 là thoát ứng dụng. Tương tự như Ctrl cộng W, Alt cộng F4 cũng giúp tắt các ứng dụng đang hoạt động một cách nhanh chóng, thay vì mất rất nhiều thời gian tìm kiếm nút Close trên mỗi cửa sổ. Và đừng lo lắng nếu như bạn lo sợ mất dữ liệu khi sử dụng lệnh này, bởi nó sẽ nhắc nhở chúng ta lưu tài liệu trước khi đóng chúng. Tiếp theo, mình muốn giới thiệu đến các bạn là các tổ phím hỗ trợ điều hướng Windows tốt hơn. Đầu tiên là phím Windows cộng D là hiện hay là ẩn desktop. Combo bàn phím này sẽ thu gọn tất cả các cửa sổ ứng dụng mà bạn đang mở để hiển thị màn hình nền. Và nếu như bạn lưu trữ nhiều tệp tin và các shortcut trên màn hình chính, thì Windows cộng D sẽ giúp bạn truy cập chúng một cách nhanh chóng. Phím Windows cộng mũi tên trái hoặc là phím Windows cộng mũi tên phải chia đôi màn hình, giúp thu phóng các cửa sổ ứng dụng hiện hành sang phía bên trái hoặc bên phải màn hình, tùy thuộc bạn sử dụng tổ phím nào. Từ đó bạn có thể chia đôi màn hình và làm việc với hai cửa sổ ứng dụng cùng một lúc. Phím Windows cộng Tab, chế độ Task View. Giống như Alt cộng Tab thì tổ hợp phím này giúp bạn chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng, nhưng nó sẽ hiển thị trình chuyển đổi ứng dụng trên Windows. Phiên bản Windows mới nhất sẽ hiển thị hình ảnh thu nhỏ của tất cả các chương trình mà bạn đang mở trên màn hình. Và tiếp theo là Ctrl cộng ESC, mở menu Start. Tổ hợp phím tắt này sẽ giúp mở menu Start của Windows ngay lập tức mà không cần phải sử dụng đến chuột. Bạn cũng có thể điều hướng trên menu này bằng cách sử dụng các phím mũi tên Tab và Shift cộng Tab nhé. Tab và Shift cộng Tab di chuyển lùi và tiến giữa các lựa chọn. Khi bạn đang mở một hộp thoại, các lệnh này sẽ giúp chuyển tiếp là Tab hay là lùi, Shift cộng Tab giữa những tùy chọn có sẵn, tiết kiệm cho bạn một lần nhấp chuột. Và nếu như một cửa sổ có nhiều tab thì hãy sử dụng Ctrl cộng Tab hoặc Ctrl cộng Shift cộng Tab để chuyển qua lại giữa các tab khác nhau. Tiếp theo, Bảo Ngọc sẽ giới thiệu các tổ phím nâng cao. F2 là đặt lại tên, giúp thay đổi tên của một tập tin bất kỳ mà bạn đã chọn. Phím tắt này cũng làm cho chỉnh sửa nội dung văn bản trong một số phần mềm khác. Ví dụ sử dụng F2 trong Excel để chỉnh sửa nội dung của ô đang chọn. Phím F5 là làm tươi, sử dụng phím F5 để làm mới lại trang hiện tại, reload hoặc là refresh, thiết kế lại sự sắp xếp các thư mục trong máy tính hoặc các ứng dụng trên Windows. Một phím tắt khá có ích khi bạn đang chạy file Explorer hay một trang web bất kỳ. Ngoài ra thì phím F5 còn khởi động nhanh chế độ trình chiếu trên PowerPoint, Shift cộng F5 để trình chiếu bắt đầu từ slide đã chọn.
Và phím Windows cộng L là khóa máy tính. Trong trường hợp bạn phải rời chiếc máy tính của mình một lát thì hãy sử dụng Windows cộng L để khóa máy và đưa về màn hình đăng nhập. Bất kỳ ai muốn sử dụng máy tính của bạn cũng cần phải có tài khoản và mật khẩu để tái đăng nhập và sử dụng. Việc này giúp dữ liệu cá nhân trong máy của bạn được bảo vệ rất an toàn. Phím Windows cộng Y hiển thị setting. Sử dụng thầu phím này giúp truy cập setting của Windows một cách nhanh chóng. Hoặc bạn có thể sử dụng là Windows cộng A để mở bảng điều khiển Action Center, sau đó chọn All Settings. Phím Windows cộng S tìm kiếm trong Windows. Trên Windows Taskbar đã có sẵn một hộp tìm kiếm cho phép bạn tìm các ứng dụng hay các tệp tin đã lưu. Đi thẳng đến hộp tìm kiếm bằng thầu phím Windows cộng S, sau đó nhập cụm từ tìm kiếm mà bạn muốn. Phím Windows cộng Print Screen, viết tắt là PRT-SCN, là chụp ảnh màn hình. Thay vì sử dụng các công cụ phức tạp trên máy hay bên thứ ba, chỉ cần nhấn thầu phím Windows cộng Print Screen, một vài bàn phím chỉ cần nhấn là Print Screen thôi để chụp màn hình của bạn và tự động lưu nhỏ dưới dạng tệp PNG trong thư mục hình ảnh. Đồng thời thì Windows sẽ lưu tấm ảnh này trong bộ nhớ đệm. Và nếu như bạn không muốn phải chụp toàn bộ màn hình, hãy sử dụng On cộng là Print Screen để chỉ chụp phần cửa sổ đang hoạt động. Những bức ảnh này thì sẽ chỉ được lưu vào bộ nhớ đệm, do đó bạn sẽ không tìm thấy chúng trong thư mục hình ảnh. Tiếp theo mình muốn nói là tổ phím Ctrl cộng Shift cộng ESC hiển thị Task Manager. Task Manager là tiện ích được tích hợp trên hệ điều hành Windows, hiển thị cho các bạn chương trình đang chạy trên máy tính. Ngoài ra giúp kiểm soát một số hạn chế trên các tác vụ đang chạy. Bạn có thể khởi chạy Task Manager mọi lúc mọi nơi bằng tổ phím trên thay vì sử dụng những thao tác khó khăn khác. Tiếp theo là phím Windows cộng Ctrl cộng D tạo màn hình desktop ảo mới. Virtual Desktop là một tính năng hữu ích chỉ có trên Windows 10, cho phép tạo ra các màn hình desktop độc lập để quản lý cùng lúc nhiều cửa sổ ứng dụng. Sử dụng tổ phím Win cộng Ctrl cộng D để tạo ra một desktop ảo mới. Sau đó thì muốn chuyển từ desktop này sang desktop khác, hãy nhấn vào nút Task View nằm phía bên phải hộp tìm kiếm trên Taskbar hoặc là bên phải biểu tượng Cortana. Cũng có thể sử dụng các phím tắt Win cộng Ctrl cộng mũi tên sang trái hoặc phải để chuyển đổi giữa các desktop và Win Ctrl cộng F4 để đóng desktop mà bạn đang sử dụng. Máy sẽ tự động chuyển các ứng dụng và cửa sổ đang mở sang desktop tiếp theo. Phím Windows cộng X hiển thị menu liên kết nhanh. Menu liên kết nhanh cho bạn quyền truy cập vào tất cả các khu vực chính của hệ thống. Từ đây bạn có thể chuyển thẳng đến Device Manager để kiểm tra và thiết lập lại phần cứng trên máy như các máy in hay bàn phím đang được kết nối. Hoặc bạn có thể mở cửa sổ PowerShell để truy cập các lệnh Windows nâng cao. Thay vì sử dụng chuột phải nhấp vào Start Menu sẽ tiết kiệm cho bạn một ít thời gian nếu dùng tổ phím tắt Win cộng X. Và vừa rồi thì Bảo Ngọc đã chia sẻ đến các bạn những tổ phím tắt thông dụng trên Windows. Mình hy vọng nó sẽ giúp cho các bạn trong quá trình trải nghiệm Windows nhé. Và nếu các bạn còn biết thêm tổ hợp phím tắt nào hay ho thì đừng ngại ngần comment bên dưới để chia sẻ cho Bảo Ngọc và các bạn khác cùng biết. Và video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like, share, bấm nút subscribe để đăng ký kênh của chúng mình nhé. Và nhớ là hãy quan tâm đến kênh của chúng mình nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!